Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Truyện Ma Tắt Đèn. Hôm nay chúng ta cùng nghe phần 6 trong 7 phần của bộ truyện Mao Sơn, truyền kỳ truyện, tác giả Phan Thành An. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Truyện Ma Tắt Đèn phát sóng mỗi ngày vào lúc 19 giờ và 21 giờ hàng ngày. Xin quý vị vui lòng nhấn like và một lần đăng ký kênh để giúp cho kênh được mau phát triển và có nhiều chuyện hay để phục vụ quý vị nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào phần 6 trong 7 phần của bộ truyện Mao Sơn truyền kỳ truyện, tác giả Phan Thanh An. Chúc quý vị có nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Phan Trường chạy đi rót một chén nước bưng lại chỗ Liên Thanh, cắn đầu ngón tay nhỏ 3 giọt máu vô đó, nhẩm miệng niệm chú, đỡ Liên Thanh dậy và nói: "Cố lên, uống chén nước này đi, đây là nước phép đó, nó sẽ giúp cho em cầm cự, chỉ cần em cố gắng chịu đau đớn một chút, nhất định sẽ khỏi. Nè, uống đi em." Phan Trường vừa nói vừa cho Liên Thanh uống hết chén nước. Liên Thanh chỉ thở từng hơi yếu ớt, dựa người vào lòng và cầm lấy tay của Phan Trường. Liên Thanh nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt ra đi. Liên Thanh đã trút hơi thở cuối cùng. Phan Trường hét lên một tiếng xé lòng, nhìn sợi dây buộc tóc của Liên Thanh ở cửa sổ mà không cầm được nước mắt. Từ bên ngoài có tiếng bước chân chạy vô, thấy trưởng làng đang nắm trên tay một mớ lá cây rừng. Những loại cây này đều có công dụng chữa nọc rắn cắn. Vừa gặp Phan Trường bước ra, trưởng làng hớt hải hỏi: "Sư phụ à, con gái của tôi sao rồi?" Nhìn ông ta với vẻ thất vọng, Phan Trường quay mặt sang một bên né tránh, không dám trả lời. Phan Trường nấc lên một tiếng, làm cho trưởng làng hốt hoảng tột độ. Ông ta quăng nắm lá cây trên tay, rồi chạy vội vào phòng của con gái. Một lát sau, trong phòng cũng vọng ra tiếng khóc thê lương của trưởng làng. Tiếng cha khóc con gái nghe thật ai oán não nề. Phan Trường bước vào phòng, đặt tay lên vai của trưởng làng an ủi: "Trưởng làng, xin hãy để Liên Thanh ra đi thanh thản đi. Đừng có khóc lóc như vậy, làm cho linh hồn cô ấy lưu luyến mà không có muốn rời nhân gian đi đầu thai chuyển thế. Người chết thì cũng đã chết rồi. Mong trưởng làng nén lại đau buồn, để còn có sức cùng với tôi giải quyết chuyện làng nữa. Hậu sự của con gái ông tôi sẽ giúp lo liệu." Trưởng làng nhìn Phan Trường, lau đôi mắt đã ướt nhòe: "Cảm ơn Phan sư phụ. Phiền Phan sư phụ giúp tôi lo hậu sự cho tiểu nữ vậy." "Việc phải làm mà, trưởng làng đừng có quá khách sáo." Nói rồi, Phan Trường nhanh chóng gọi mấy người trong làng đến phụ giúp cho việc đám tang hôm đó. Trong đám tang, mọi người trong làng đều tỏ ra chia buồn với trưởng làng. Ai nấy cũng bất ngờ khi nghe tin con gái trưởng làng qua đời. Buổi thăm viếng hôm đó có rất đông người đến thăm. Phan Trường ở bên trong đang niệm chú làm pháp, tự dưng bảo mệnh phù lại nháy lên một tiếng. Vội nhìn thi thể của Liên Thanh, bất giác Phan Trường cười thầm và nói: "Thì ra là như vậy, quả không sai." Phan Trường nhanh chóng cho làm lễ nhập quan và sai người đào huyệt chọn giờ nhập thổ. Trưởng làng hay tin liền hỏi: "Phan sư phụ, chưa được một ngày đã làm lễ nhập thổ, liệu có bị làm sao không?" Phan Trường mỉm cười rồi đáp: "Trưởng làng đừng có lo, con gái của ông được chôn vào cái giờ tốt ngày tốt, mọi việc đều sẽ không sao, xin ông an tâm đi. Giả lại chúng tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa, trong vòng 4 ngày nữa, nếu tôi không mau tìm ra cách giải độc trùng cùng chân tướng toàn bộ sự việc thì tôi e là..." Trưởng làng sắc mặt bỗng dưng biến đổi, đuôi mắt nhíu lại nhìn hốt hoảng tột độ. "Sư phụ nói sao? Không lẽ chỉ còn 4 ngày nữa đại họa sẽ giáng xuống đầu chúng tôi ư?" "Cũng không phải là như vậy. Bây giờ tôi chưa dám nói trước điều gì được, nhưng quả thực chúng ta không còn quá nhiều thời gian.
phải mau chóng truy tìm manh mối thôi, không còn cách nào khác. Ngày đêm nay sẽ nhập thổ ngay rồi chúng ta về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai tôi sẽ ra cái giếng làng để xem xét tình hình. Mọi việc đành phải theo sự sắp xếp của sư phụ thôi. Mọi người nhanh chóng thu xếp cho Liên Thanh nhập thổ. Tang lễ như vậy xem chừng đã được tổ chức xong xuôi. Phan Trường lại quay về nhà của trưởng làng để nghỉ ngơi. Trưởng làng vẫn ngồi trước bài vị của con mà khóc thương tiếc. Phan Trường lại gần, cầm một ít vàng mã, ngồi bên cạnh trưởng làng để đốt cho Liên Thanh. Trưởng làng nên đi nghỉ ngơi sớm đi, mai tôi cần nhờ ông phụ giúp rất nhiều việc đó. Trưởng làng lau dội nước mắt đáp lời. Phan sư phụ cũng nên đi ngủ sớm đi, hôm nay cực khổ cho sư phụ rồi. Cảm ơn trưởng làng quan tâm. Nhân tiện cho tôi hỏi là nhà có giấm chua không? Có, nhưng để làm gì vậy? Trưởng làng đem cho tôi xin một ít được không? Lát nữa tôi cần dùng giấm chua để rửa sạch uế khí ở tay chân. Nếu mà để dương mấy thứ khí này, sợ không có tốt cho sức khỏe. Để tôi đi lấy cho sư phụ ngay bây giờ. Trưởng làng đứng dậy đi xuống bếp, đem lên một chai giấm. Phan Trường cũng nhanh chóng lấy chén bạc trong tay nãy ra. Trưởng làng cứ đổ cho tôi nửa chén là được rồi. Dạ. Trưởng làng đổ gần đầy chén bạc. Phan Trường dùng giấm thoa nhẹ hai tay hai chân, định cởi áo ra xoa bụng, thì trưởng làng nhìn mà nói. Thôi, tôi không làm phiền Phan sư phụ nữa. Sư phụ cứ tự nhiên đi, tôi xin phép vào phòng ngủ trước. Phan Trường cũng vui vẻ mà đáp lời. Dạ, trưởng làng ngủ ngon. Cảm ơn sư phụ. Xoa xoa ít giấm vào trong bụng. Sau khi nhìn thấy trưởng làng đã đi vào trong phòng, Phan Trường giả vờ lại bàn ngồi cạnh chiếc đèn dầu, rồi lấy tấm da hôm qua đào được ở mảnh đất sau giường nhà của lão tứ. Để cẩn thận hơn, Phan Trường lấy một quyển Mao Sơn bí thuật quyền chú ra, đặt ở dưới tấm da, để khi trưởng làng có bước ra đột ngột thì cũng nghĩ rằng mình đang đọc sách. Đúng thật là diệu kế, mình quả thật thông minh. Phan Trường cười thầm trong bụng, bàn tay nhanh chóng thoa đều giấm vào toàn bộ mặt đầu tiên của tấm da, sau đó soi thử tấm da lên ngọn đèn. Phan Trường thoáng rùng mình một cái, miệng khẽ kêu lên. Trời ơi! Nhanh chóng lấy tay bụm miệng lại, quả thật là hết sức nguy hiểm. Dưới ánh đèn, tấm da bây giờ không còn giống như ngày trước. Lúc soi sáng nó ở dưới ngọn đuốc, trên tấm da vẽ một bản đồ của một nơi nào đó. Tấm bản đồ khá chi tiết. Ngay phía bên phải của bản đồ có một dấu nhỏ vòng tròn. Đây chắc chắn là địa điểm quan trọng nhất của bản đồ. Phan Trường thấy có hai dấu chéo ở phía dưới bên trái bản đồ. Quan sát tấm bản đồ một hồi lâu rồi trong lòng thầm nghĩ. Thật là quái lạ. Sao mình có cảm giác như địa điểm này vẽ trong bản đồ quá quen? Con đường, ngôi nhà, dấu chéo, khoảng trống, hình tròn. Không thể nào. Chính là nó. Phan Trường không thể nào giữ nổi bình tĩnh khi nhận ra được tấm bản đồ này. Những gì được vẽ bên trong đích thị là ngôi làng Thanh Hưng. Không thể nào sai được. Từng địa điểm trong này đúng là những địa điểm cụ thể trong làng. Bây giờ, lòng Phan Trường lại mở ra rất nhiều nghi hoặc. Tại sao tấm bản đồ này lại vẽ ngôi làng? Tại sao nó lại được chôn ngay mảnh đất cửu địa và chỗ được đánh dấu hình tròn kia? Chỗ đó còn chứa ẩn cái gì bí mật nữa hay sao? Liệu ở bên dưới đó có cái gì? Vàng bạc, châu báu hay cũng có thể là một thứ gì đó khủng khiếp? Trong đầu lại văng vẳng lên tiếng nói của tên tà sư lúc sắp bị hồn phi phách tán. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi, tất cả đều phải chết. Tất cả đều phải chết. Sự lo lắng đổ ập lên đầu. Phan Trường tự hỏi trong lòng rằng liệu tấm bản đồ này có mối quan hệ nào đến tên tà sư kia hay không? Phan Trường giả vờ như chui vào trong phòng ngủ, rồi dùng cái chăn phủ lên gối tạo cảnh giả như đang nằm ngủ thật. Xách tay nải lên và rón rén bước ra khỏi nhà. Đi từng bước rất nhẹ nhàng vì sợ đánh động làm mất giấc ngủ của trưởng làng. Bây giờ, trước mắt Phan Trường là cả một vùng trời tối om, gió lạnh thổi qua từng đợt, làm cho lạnh tận tâm can. Phan Trường mở âm dương nhãn lên để soi đường.
nhưng không khá hơn được là bao. Hết cách, đành phải nhờ đến Long sư huynh. Phan Trường vỗ nhẹ vào ngực nói: Sư huynh, dậy, dậy mau, dậy giúp đệ sơ đường đi, trời tối quá đệ không có thấy đường đi. Sư huynh ở trong ngực lên tiếng càm ràm: Cái gì mà đệ lá ôm sòm vậy? Ta đang ngủ ngon mà, đừng có phá nghe không? Ngủ cái gì giờ này chứ? Xuất ra, nhanh, đệ có việc quan trọng cần huynh giúp đỡ. Nghe đến việc quan trọng, sư huynh xuất ra: Đi đâu mà cần ta soi đường? Phan Trường giơ cái tấm bản đồ lên mà nói: Huynh nhìn đi, dẫn đệ đến nơi có vòng tròn nhỏ ở đây được không? Vừa nói vừa chỉ vào điểm được đánh dấu vòng tròn. Thanh Long sư huynh cúi đầu nhìn xuống một hồi rồi ngước lên. Con rồng ách xì một cái. Sư huynh vừa hắt hơi một cái thì nước mũi nước miếng bắn vào đầy người của Phan Trường. Phan Trường cú đầu vào sư huynh một cái thật mạnh rồi mắng: Đệ không có đùa với huynh đâu nghe, chỉ đường cho đệ đến đó nhanh đi. Theo ta. Phan Trường chạy theo Thiên Long trối chết ở đằng sau. Bay chậm thôi sư huynh. Hình như cái con giun đó vẫn không nghe những gì mà Phan Trường nói. Bay chậm lại đi, con giun màu xanh kia. Lúc này sư huynh cũng bay chậm lại. Phan Trường vừa chạy vừa thở: Thôi sư huynh cõng đệ đi đi, đệ không có chạy nổi nữa đâu. Tự thân vận động đi, đừng có ỷ dọc ta. Đại tiên muốn cưỡi ta còn khó, đệ không có cơ hội đâu. Nói rồi sư huynh tiếp tục bay lên trước, mặc kệ Phan Trường đang đuổi theo đến mệt đứt hơi. Phan Trường cần phải đến đó thật sớm để xem xét, cũng cần phải quay về thật nhanh. Lỡ đâu trưởng làng lại biết Phan Trường ra ngoài ngay đêm mà không báo với ông ta, chắc chắn ông ta sẽ lo lắng nhiều lắm. Chạy đến sân đình làng thì đúng như ở trong bản đồ, nó ứng với khoảng trống, vậy cũng sắp đến địa điểm đó rồi. Phan Trường cố hết sức mà phóng cho thật nhanh để đuổi theo sư huynh. Con giun chết bầm kia bây giờ chỉ muốn dẫn Phan Trường đến nơi thật nhanh rồi chui vào bên trong người của Phan Trường làm một giấc cho đã đời thôi. Đồ ích kỷ, xấu xa. Phan Trường vừa chạy vừa chửi thầm trong bụng. Một lúc sau cuối cùng cũng đến nơi. Đây chính là đầu làng, chỉ cần đi thêm một chút nữa là sẽ ra khỏi làng. Đứng gục mặt xuống đất mà thở, trời đang có gió lạnh mà Phan Trường lại nhễ nhại mồ hôi khắp người. Thiên Long nhìn rồi nói: Tới rồi đó. Trước mặt Phan Trường lúc này là một bụi cây tùm, xung quanh còn có tiếng côn trùng kêu rã rít. Nhìn sang sư huynh, Phan Trường nói: Ủa, sao không có gì hết vậy? Ai nói không có, coi đi. Thiên Long thổi một ngọn lửa vào đống cây cỏ. Kỳ diệu thay, côn trùng không hề bị trúng lửa, chỉ có cây cỏ là bị cháy đen thui. Sư huynh soi sáng vào nơi được đánh dấu, hai người đều đồng thanh kêu lên: Là một cái giếng. Nhìn vào bản đồ, rồi nhìn vào cái giếng mấy lần, đột nhiên Phan Trường phát hiện ra một bí mật động trời. Hai chân gần như đứng không vững, đôi tay run run, miệng há khẩu không nói nên lời. Ú ớ từng tiếng ngắt quãng, sư huynh thấy vậy mới hỏi: Chuyện gì mà đệ có vẻ hốt hoảng vậy? Phan Trường làm rớt tấm bản đồ xuống đất, miệng mấp máy, cố nói ra từng chữ một cách khó khăn. Không, không xong rồi, là nhất đoạn tam sát trận. Nó là cái gì vậy? Thanh Long ngơ ngác hỏi. Là đại sát cục, trận pháp dùng để giết người hàng loạt, cái loại tàn độc nhất của phái Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Trận pháp này chỉ có trưởng môn nhân mới được biết, nhưng nó vốn đã bị thất truyền sau khi ông ngoại của đệ giết chết tên trưởng môn rồi. Chuyện đó cách nay cũng đã hơn 30 năm, vậy thì ai đã tạo ra sát cục này? Không lẽ là tên tà sư đó? Nhưng hắn vốn đã chết rồi mà, đến hồn phách gần như đã tiêu tan. Nếu hắn lập ra thì khi chết đi, trận pháp tự khai giải được mà. Vậy cớ làm sao lại có một đại sát cục ở đây? Sư huynh nghe xong dường như cũng nhận ra điểm khả nghi, vội lên tiếng. Hắn đã nhờ người khác giữ trận pháp cho hắn. Phan Trường rất ngạc nhiên trước câu nói của Thanh Long. Nhờ hả? Bằng cách nào? Phải, để kề sát tai của ta đi, ta nói cho mà nghe. Ghé sát tai vào thật gần, nghe sư huynh tiết lộ. Thật không thể ngờ
là hắn có thể sử dụng một thủ đoạn thâm độc như vậy để duy trì trận pháp. Phan Trường cũng không thực sự tin những lời sư huynh nói cho lắm. Để ngày mai, đệ sẽ đi kiểm tra. Sư huynh cũng đồng ý với ý kiến đó. Dù sao thì cẩn thận vẫn là hơn. Nên ngày mai cứ kiểm tra lại một lần cho chắc. Hai người trầm ngâm một lát, tự dưng tiếng nói đột ngột của huynh làm cho Phan Trường giật mình. Khoan đã, trận pháp đó đáng sợ như thế nào mà lại gọi là đại sát cục? Phan Trường đanh quanh kiếm một tảng đá gần đó, rồi ngồi xuống. Cắm thanh kiếm gỗ đào xuống đất, kiếm vài nhánh củi bên cạnh rồi dùng âm quả đốt cháy để sưởi ấm. Vừa hơ hơ bàn tay, vừa từ từ giải thích cho sư huynh hiểu. Nhất đoạn tam sát trận là trận pháp có phạm vi cực lớn. Chúng được định vị bằng ba điểm thẳng hàng nhau bằng một vật gì đó giống nhau nữa. Sau khi lập trận thành công cũng chưa thúc động trận pháp được. Phải đợi đúng 30 năm sau, vì ba điểm cố định, mỗi điểm có một giá trị 10 năm. Cho nên, người lập trận phải chờ đợi và duy trì trận pháp suốt 30 năm mới có thể thúc động được. Sau khi phát động chúng sẽ được tạo ra ba mối họa đại sát liên tiếp. Mỗi lần đều cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, lần sau lại nguy hiểm hơn lần trước. Ba mối họa này trong một thời gian sẽ xảy ra đầy đủ, không cần biết hai mối họa trước có bị giải quá hay chưa. Nói cách khác, chúng có thể gộp lại làm một để tạo thành thế địa sát. Lúc đó thì chỉ có thần thánh mới cứu nổi thôi. Phan Trường chỉ tay vào bản đồ rồi tiếp tục nói. Huynh nhìn đi, điểm có hai dấu chéo là nơi để đào giếng cái mới. Đó là điểm cuối, điểm đầu là cái giếng ở đằng kia. Thiên Long thấy vậy vội hỏi. Còn điểm ở giữa đâu? Sao con thấy ở trên bản đồ? Không có trên bản đồ. Vì khi mà lúc tấm bản đồ này được chôn dưới đất xong, thì điểm giữa mới được xác định, cho nên nó không có ở trong bản đồ. Nghĩa là... Sư huynh tần ngần như hiểu ra vấn đề, Phan Trường liền vội giải thích. Điểm huynh đang tìm nó ở đây nè, ngay bên cạnh khoảng trống này, vị trí đó bây giờ chính là... Cái giếng bị thả cổ độc trùng. Sư huynh bất giác kêu lên. Không sai. Thanh Long sư huynh há miệng trước sự suy luận của Phan Trường. Nãy giờ chỉ mới tìm ra được trận pháp, chứ chưa hoàn toàn có cách phá giải. Sư huynh cũng bắt đầu chịu suy nghĩ. Huynh bắt đầu liên kết lại các chi tiết có liên quan trong suốt thời gian sự kiện này diễn ra. Bỗng nhiên, huynh nhìn về chỗ cái giếng rồi nói. Nếu như ta nhớ không lầm, thì hôm đệ đào cái giếng đó, lúc hỏi chuyện một ông cụ già, ông ta có nói cái giếng này bị lấp cách đây 30 năm về trước, còn cái giếng bị nhiễm cổ trùng độc thì bây giờ chính là cái giếng được đào thay thế cho cái giếng bị lấp này. Cùng với tấm da được chôn mà để tìm thấy, vậy thì trận pháp đã được thúc động rồi. Phan Trường gật đầu đồng ý và bổ sung lập luận của sư huynh cho thêm phần chắc chắn. Cái quả thứ nhất là sát hồn đao và hắc cốt yêu, hai thứ này vốn không phải là do tên tà sư kia luyện ra, chỉ là do trận pháp kêu gọi tới. Do hắn là người chủ trận pháp nên mới có quyền điều khiển và ra lệnh cho đám yêu quái quỷ hồn kia. Cái quả thứ hai là cổ độc trùng. Cái này mới đúng là của hắn. Không ngờ, ngoài là một cao thủ trong âm dương dưỡng quỷ tông, hắn còn là một bậc thầy dùng độc. Hiện tại mối quả đầu tiên đã xong. Mối quả thứ hai của chúng ta đang tìm cách giải quyết. Sư huynh chăm chú lắng nghe, thấy Phan Trường dừng lại thì thúc giục. Nói tiếp đi, mối quả thứ ba là cái gì? Là hắn sẽ giết chết địa long ở đây, nhập vào xác và trở thành ma long để giết hại toàn bộ dân làng. Sư huynh nghe đến đây thì rùng mình nói khẽ. Hèn gì hôm trước khi hồn phi phách tán hắn nói tất cả đều phải chết. Thì ra nguồn cơn là như vậy, để có cách nào giải quyết mối quả này hay không? Phan Trường trố mắt nhìn sư huynh. Hả? Sao chỉ có đệ thôi? Việc này là việc chung của hai chúng ta mà. Thanh Long cười hì hì. Ừ thì việc chung, vậy cách quá giải là cái gì? Chắc phải đánh nhau thôi. Địa Long bị tâm ma khống chế thì chỉ có huynh mới có thể đánh bại thôi. Thanh Long tứ đại thần thú à. Thanh Long mặt chợt buồn. Huynh ấy cuộn xung quanh người Phan Trường ứa nước mắt rồi nói. Đánh giết đồng loại tu đạo, ta không đành lòng đâu huynh đệ à.
Phan Trường cười, lấy ngón tay ngoáy ngoáy cái mũi Thanh Long. Cái mũi thở phì phì từng hơi vào mặt Phan Trường, vuốt vuốt hai sợi râu của Thanh Long. Huynh chỉ cần đánh cho Địa Long bị thương thôi, để sẽ thu hồn phách khi Địa Long bị giết. Sau đó kéo hồn phách của tên tà sư kia ra, rồi cho hồn của Địa Long nhập lại vào xác. Vậy là xong. Thanh Long huynh mừng rỡ, liên tục cảm ơn không ngớt, liếm láp khắp mặt của Phan Trường. Chưa bao giờ cả hai lại đùa giỡn với nhau vui như vậy. Một lúc sau, huynh lại hỏi. Không phải hôm trước hồn phách của hắn đã bị ta dùng tam muội chân quả đốt cho vạn kiếp bất hồi rồi hay sao? Bây giờ, đệ lại nói vậy. Vậy hồn phách của hắn ở đâu mà ra nữa? Phan Trường nghiêm mặt lại, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, làm bộ như đang suy nghĩ. Không biết vì sao đệ lại có cảm giác hồn phách của hắn vẫn còn và lại còn ở rất gần chúng ta. Trước khi chưa khẳng định được điều gì, thì chúng ta cứ thu xếp chuẩn bị cho một tình huống xấu nhất đi. Cũng không có thừa thải gì đâu. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là giải quyết vấn đề này thật nhanh, bảo vệ được mạng sống của tất cả mọi người, rồi còn nhanh chóng đến phái Mao Sơn gặp bá bá của đệ nữa. Sư huynh nghe đến vậy, thì đã bị lời nói của Phan Trường thuyết phục hoàn toàn. Thực ra, bây giờ Phan Trường cũng không muốn nói gì hết những gì đang suy nghĩ cho sư huynh biết, vì cũng chưa có đủ bằng chứng trong tay, cũng không thể tiết lộ sớm, tránh sự tình nghi của đối phương mà bứt dây động rừng. Tạm thời chỉ có thể cho sư huynh biết tới đó thôi. Cả hai tiếp tục đùa giỡn với nhau. Phan Trường lỡ tay ngoáy vào mũi của sư huynh mạnh quá. Sư huynh bỗng ngưng lại nhìn. Phan Trường cũng ngưng lại nhìn sư huynh. Như linh tính có cái gì đó không may. Phan Trường vội lấy tấm bản đồ lên che mặt. Lại hắt xì. May mà Phan Trường kịp phản ứng, chứ nếu không là cả mình mấy đều bị ướt nhẹp như hồi nãy rồi. Nhìn sư huynh, Phan Trường sụ mặt xuống. Huynh mà còn chơi dơ như vậy một lần nữa là để cho ăn đòn đó. Xin lỗi đệ, tại tao bị cảm lạnh thôi. Nghe câu này, Phan Trường tỏ vẻ bất ngờ, rồi ôm bụng cười sặc sụa. Có cái gì mà cười? Trước câu hỏi của sư huynh, làm cho Phan Trường càng cười lớn hơn. Vừa cười vừa giật giả trả lời. Huynh ơi là huynh, huynh là Thanh Long, một con tứ đại thần thú. Cơ thể huynh còn rắn chắc hơn cả kim can, đến ngay cả lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân còn không có làm gì được huynh, thì sao bây giờ bị cơn gió nhẹ làm cho cảm lạnh được? Sư huynh nhìn thấy bộ dạng của Phan Trường cười lăn lộn trên đất, khẽ cau mày đưa mắt nhìn, rồi giải thích. Đệ nói đúng, nhưng mà phải mấy vạn năm nữa, ta mới đủ trưởng thành để thấy chỗ cho Thanh Long tại thế bây giờ. Hiện tại ta mới có 15 năm tu đạo, đạo hạnh của ta cùng lắm chỉ ngang tầm mấy thư huynh đệ Thiên Long 1000 năm thôi, còn lâu mới đạt được oai danh như đệ nói. Phan Trường ngồi bật dậy không cười nữa. Nè, vậy rốt cuộc bây giờ huynh là cái gì? Sư huynh ngượng nghịu thu mình lại mà nói. Bây giờ so với Thanh Long thần thú, ta chỉ đáng làm cháu chắc cháu chít của ông ta mà thôi, phải mấy vạn năm nữa. Ông ta nghỉ ngơi thì mới tới phiên ta thay thế. Phan Trường ngẫm nghĩ một lúc rồi lại hỏi. Nhưng cớ gì mà rồng lại bị cảm gió? Là do mấy hôm nay ta sử dụng tam muội chân quả hơi nhiều, nên trong ngực ta hơi thiếu lửa. Ta không phải là Thanh Long vạn năm, không thể sử dụng tùy thích được, mà phải tu luyện tích trữ quả khí dần dần. Khi đạt thành quả độ rồi thì mới được tùy tâm sử dụng. Ra là vậy. Thì ra, sư huynh bị cảm lạnh là do thiếu lửa. Mấy hôm nay, quả thật nhờ sự trợ giúp của Thanh Long, nên Phan Trường mới có thể vượt qua nguy hiểm. Bây giờ có lẽ huynh ấy đã mệt rồi. Phan Trường dỗ về cất lời an ủi. Thôi, đừng có buồn nữa. Đệ biết rồi. Đệ xin lỗi, do đệ không có biết cho nên... Không sao, ta cũng không có trách đệ đâu. Mau xem tấm bản đồ đó coi có bị làm sao không kìa. Phan Trường giơ tấm bản đồ đang nhầy nhụa nước mũi của Thiên Long, khẽ rùng mình một cái. Ướt hết rồi. Không sao, để cứ hơ lửa cho nó khô là được. Hơ tấm bản đồ trên đống lửa, đang hơ giữa chừng, tự dưng huynh bất chợt nói. Đệ, bên mặt này có chữ nữa kìa. Ngạc nhiên, vội cầm tấm bản đồ lên kiểm tra. Quả thật là vậy, mặt sau của tấm bản đồ này có chữ. Rất nhiều chữ. Ánh sáng lập lòe của đống lửa
không đủ để cho Phan Trường đọc được những gì viết trên đó. Ngước lên nhìn sư huynh rồi nói nhỏ, cho đệ mượn long nhãn của huynh một chút đi. Nói rồi gãi gãi phần trán của Thanh Long nịnh hót. Thanh Long cũng chấp thuận mở long nhãn lên giúp soi sáng. Mắt của rồng đứng hạng thứ 5 trong các loại thần nhãn, nên khỏi phải nói, độ tinh vi của nó là cực kỳ tuyệt vời. Long nhãn có khả năng phân biệt thật giả, nhìn thấu nhân duyên, quả lai của nhiều kiếp. Ánh mắt có thần lực cũng là một vũ khí lợi hại để sát quỷ diệt tà. Ánh sáng của long nhãn chiếu vào làm cho chữ trên tấm bản đồ hiện rõ ra. Trong tấm bản đồ đó viết: Trần huynh, đêm nay muội đứng ở cái giếng đầu làng chờ huynh. Bao nhiêu lâu nay tình cảm mà chúng ta dành cho nhau đều có trời đất chứng giám. Nhưng muội và huynh không thể nào lấy nhau được. Muội là người của đạo gia, muội đến đây vì muốn tìm lại bí kíp âm dương mao sơn dưỡng quỷ thuật của tông môn, rồi muội phải đi về bổn môn giao lại cho sư phụ. Muội là người gốc Hoa, lần này về sư môn chắc muội không bao giờ được xuống thăm nước Nam và thăm huynh được nữa. Đại sự đã thành, cuốn bí kíp được sư phụ muội giấu chung với rất nhiều vàng bạc, nay muội chỉ lấy cuốn bí kíp rồi ra đi, còn vàng bạc châu báu muội để lại cho huynh. Mặt sau của lá thư này là tấm bản đồ chỉ địa điểm giấu vàng bạc, nó được chôn ở dưới giếng. Huynh hãy theo đó mà đào lên, thời gian vốn không còn nhiều, hẹn huynh canh ba đêm nay tại giếng làng, muội sẽ nói rõ cho huynh biết, cũng như nói lời từ tạ với nhau. Thanh muội. Phan Trường cứ suy nghĩ về cái tên Thanh trong bức thư này, miệng cứ liên tục lẩm nhẩm cái tên trong bức thư. Rốt cuộc, người viết bức thư này là ai? Theo như những gì mà cô ta nói trong thư, cô ta chính là đệ tử của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Bởi vì cuốn bí kíp Âm Dương Mao Sơn Quỷ Thuật kia là cuốn bí kíp trấn phái của bọn chúng. Phan Trường thấy cô gái kia cũng không tốt đẹp gì. Vì phái Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông bị giới đạo thuật trong giang hồ xếp vào cái hạng tà phái, cần bị tiêu diệt. Chúng chuyên bắt quỷ hồn làm tay sai hành ác cho bản thân. Bọn chúng còn có âm mưu độc bá thiên hạ, muốn đứng đầu trong các phái đạo giáo. Chưa kể bọn chúng là kẻ thù không đội trời chung của Mao Sơn Phái nói chung, và Mao Sơn Quỷ môn phái mà mẹ Phan Trường làm trưởng môn nói riêng. Lẩm nhẩm cái tên trong miệng một hồi, hình như trong đầu Phan Trường chợt lóe lên một tia suy nghĩ. Không lẽ là... Không thể. Phan Trường đã có nghĩ đến một người, nhưng nếu so về tuổi tác thì họ cách xa nhau quá. Chắc chắn là không thể cùng một người được. Gạt suy nghĩ đó sang một bên, thì trong đầu lại xuất hiện ra một suy nghĩ khác. Hiểu rồi, thì ra hắn dùng cái cách đó. Phan Trường cười nhẹ một cái nhìn sư huynh. Sư huynh nhìn Phan Trường vẻ mặt hơi run sợ. Nè, nè, đừng có nhìn ta bằng cái cặp mắt đó chứ. Ta không phải là nữ nhi đâu à. Phan Trường nhéo lưng sư huynh mà trèo lên, làm cho sư huynh la lên một tiếng. Huynh ngước đầu lên nhìn Phan Trường vẻ mặt hoảng sợ, đến râu cũng cụp xuống. Định làm cái gì ta? Không được đâu. Phan Trường vuốt ve mấy cái dãy ở trên lưng sư huynh, rồi thình lình vỗ mạnh một cái. Đưa đệ về nhà trưởng làng, mau lên, trời sắp sáng rồi. Không mau thì bị lộ bây giờ, chúng ta đã có nhiều manh mối rồi. Đợi trời sáng để sẽ quay lại đây kiểm tra thêm một lần nữa, hy vọng sẽ có phát hiện mới. Mà nãy giờ huynh đang suy nghĩ cái gì vậy, hả? Ta sợ đệ đánh ta cái chuyện hồi đó mà. Nói rồi, cả hai dội trở lại nhà của trưởng làng, leo dội lên giường ngủ, mọi thứ vẫn bình thường, ông ấy vẫn không phát hiện ra. Vừa nằm một chút thì trời đã sáng. Phan Trường bật dậy, bước xuống cái giường bằng tre, xỏ đôi giày vào và bước ra sân xem xét. Từ bên ngoài nhìn vô, quả thật là nhà của trưởng làng đúng là một ngôi nhà có phong thủy tốt. Cổng hướng về phía nam, lại nằm ngay trung tâm của làng. Xung quanh cảnh vườn cây cối hài hòa, có nhiều dưỡng khí. Đang đi dạo ngoài sân, thì tiếng của trưởng làng làm Phan Trường bất ngờ quay đầu lại. Hôm nay sư phụ dậy sớm vậy? Không có gì. Tôi thấy trong người không có được khỏe, lại muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa cho nên cố tình dậy sớm mà. Trưởng làng đi tới bàn thờ, thắp cho Liên Thanh một nén nhang rồi vái ba cái.
Cắm cây nhang xong, trưởng làng quay sang. Để tôi đi nấu ấm trà nóng cho chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện. Phan Trường vội đưa tay ngăn lại. Thôi không cần đâu trưởng làng à, bây giờ chúng ta sẽ ra đình làng ngay. Có việc gì mà mới sáng đã ra đình sớm vậy hả Phan sư phụ? Có chứ, ta cần phải kêu gọi mọi người ra đó nữa. Ta cần thông báo một tin quan trọng. Còn cụ thể tin đó là cái gì thì lát nữa ra đó rồi tôi cho mọi người cùng nghe luôn một thể. Vì chuyện hôm nay tôi cần lấy ý kiến của mọi người trong làng, cho nên cần phải tập hợp mọi người sớm. Như tôi đã nói, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Hết ngày hôm nay, chỉ còn 3 ngày nữa để ngăn đại quả giáng xuống cái làng. Mau lên. Dạ, sư phụ ngồi đợi tôi một lát đi, để tôi vào thay bộ quần áo cho chỉnh tề cái đó. Sau đó cả hai đi đến đình làng. Trên đường đi, gặp vài người đang đi làm đồng. Phan Trường nhờ họ đi gọi thêm những người khác đến sân đình luôn. Đợi ở đó gần nửa canh giờ thì mọi người trong làng đã tề tựu đông đủ, ai nấy cũng đang chờ đợi. Phan Trường bước lên trước, lấy một hơi thật sâu mà dõng dạc nói. Thưa mọi người, hôm nay tôi có việc cần báo với mọi người. Tôi cần mọi người cho phép tôi đào cái giếng làng cách đây 30 năm về trước lên. Tôi hy vọng mọi người sẽ đồng ý cho phép. Trưởng làng nhìn Phan Trường thong chúc, mặt tái đi, ngập ngừng nói từng chữ. Phan sư phụ, cây giếng đó không có đào lên được đâu. Đào lên là bị quỷ nó giật đó. Những người già cả trong làng đều tán đồng với trưởng làng. Phan sư phụ, hôm trước chúng tôi có nói chuyện quan hồn cô gái lạ chết ở dưới giếng. Tôi e là... Mọi người không cần phải sợ đâu. Có tôi ở đây, chỉ một quan hồn bé nhỏ, tôi sẽ siêu độ cho cô ta. Mọi người có đồng ý cho tôi đào nó lên hay không? Biết đâu tôi lại tìm ra được cách cứu mọi người khỏi cái độc trùng từ cái giếng đó thì sao? Sau câu nói của Phan Trường, tất cả dường như lóe lên được một tia hy vọng. Tia hy vọng sống còn, bởi vì bây giờ ai nấy đều chạy đua với thời gian. Họ cũng không có đủ thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Ai cũng im lặng cúi đầu hồi lâu không đáp. Phan Trường khẽ liếc mắt nhìn trưởng làng một cái. Ông ta cố né tránh sang một bên khác, vì sợ Phan Trường bắt ông ta đại diện cả dân làng để đưa ra quyết định sống còn của cả 100 mạng người. Nhìn quanh mọi người một lượt, tăng hắn một tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng, Phan Trường lên tiếng. Mọi người quyết định thế nào rồi? Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Cho dù lúc đó tôi có cách để cứu mọi người, nhưng sợ thời gian lại không có đủ, thì sẽ vẫn có người phải chịu thương vong. Quyết định nhanh lên đi. Mọi người ngơ ngẩn nhìn nhau. Phan Trường chỉ đứng chắp tay ra đằng sau, lâu lâu liếc sang trưởng làng một cái. Ông ta vẫn như vậy, không dám rụt rịch gì. Đột nhiên, thằng dân ở dưới tiến lên, vừa đi anh ta vừa nói lớn. Con bà nó chứ! Thôi, trước sau gì cũng phải chết, chết sớm hơn 3 ngày cũng khác gì đâu. Phan sư phụ, cứ đào cái giếng đó lên đi, biết đâu lại tìm được cái sinh cơ cho mọi người. Nếu mà cứ đứng chờ chết, thì chi bằng một lần thử liều mạng cứu lấy mình xem, mọi người thấy làm sao? Quả thật thằng Dần là một người gan dạ và có dũng khí. Anh ta bước qua nỗi sợ bị con quỷ dưới giếng giật chết mà đứng lên quyết định số phận cả làng thay cho cụ bô lão trong làng. Mọi người ở dưới sau khi nghe câu nói của Dần dường như đều được khích lệ, ai nấy cũng hô hào hưởng ứng. Phải đó, có chết thì phải chết cho đáng, cho rõ ràng chứ. Để chờ cho con trùng độc nó cắn chết thì chúng tôi cũng không có cam tâm. Phan sư huynh cứ đào cha cái giếng đó lên đi. Tội dạ đâu chúng tôi chịu, nhất quyết không quán trách sư phụ nữa câu. Trưởng làng bây giờ mới bắt đầu run run đôi bàn tay, giọng lắp bắp cất lời. Mọi người đều đồng ý hết cả sao? Phải, chúng tôi đồng ý, chắc chắn đã đồng ý rồi. Phan Trường đặt một tay lên vai của trưởng làng trấn an. Có chuyện gì vậy trưởng làng? Bộ ông sợ hả? Bàn tay của Phan Trường đặt lên vai trưởng làng. Ông ấy khẽ giật mình. Thân hình gầy guộc, bây giờ đây co rúm lại, tưởng chừng như chỉ còn da bọc xương. Ông cầm tay của Phan Trường chậm chậm trả lời đầy khẩn thiết. Dạ, không có gì. Mọi sự an nguy của hơn 100 mạng người trong làng Thanh Hưng này đều xin trông cậy vào nhờ Phan sư phụ đó. Biết được trong lòng của trưởng làng vẫn còn lo sợ, Phan Trường vội chạy vào trong, lấy ra 3 cây nhang đem ra chỗ mọi người. Nhang này tôi lấy ra ở trong đình,
tôi sẽ đốt nhang xin thành hoàng thổ địa cho phép đào cái giếng. Nếu thần đồng ý thì xin nhang sẽ bùng cháy, còn không thì ngọn lửa trên ba cây nhang này sẽ tắt liệm. Chuyện cái giếng kia có được đào lên hay không, mặc dù đã được cả làng đồng ý, nhưng vẫn muốn thử xem ý trời thế nào. Hợp lòng trời, thuận lòng dân, đó mới là phải đạo. Nói rồi, đốt ba cây nhang hướng mặt vào đình làng mà khấn. Tôi, Phan Trường, người làng Thanh Phong, là đệ tử của phái Mao Sơn. Nay trên đường đi hành đạo, bước qua làng này thấy dân làng gặp cảnh tai ương, liền dốc chút sức hèn tài mọn để cứu nguy cho dân làng. Cùng các vị thần cai quản nơi đây cho phép tôi được khai quật cái giếng nơi đầu làng, mong được sự chấp thuận và phù hộ của chư vị. Thỉnh! Ba cây nhang đột nhiên bốc cháy ngùn ngục, bầu trời âm u cũng trở nên trong xanh lạ thường. Mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Phan Trường vừa cười vừa nói lớn. Mọi người yên tâm, mọi việc sẽ được thần linh che chở, chúng ta cứ vậy mà đào. Bây giờ các cụ già và trai tráng theo tôi ra đầu làng, các chị các bà thì về nhà chuẩn bị cơm rồi đem ra đây như hôm trước đó nghe. Mọi người đều tán thành sự phân chia rồi tiến hành. Thanh niên trai tráng chạy về đem dụng cụ ra cái giếng đầu làng để bắt đầu công việc đào bới. Phan Trường cùng các trưởng lão trong làng đều ra ngoài giếng trước. Đứng trước cái giếng hôm qua đã bị lửa của Thanh Long đốt cháy trơ trụi cỏ. Ai cũng trố mắt ngạc nhiên hỏi nhau. Trời ơi, cái giếng, cây cỏ xung quanh sao bị cháy rụi hết trơn vậy? Trưởng làng ngờ vực. Phan Trường vội lên tiếng giải thích. À, hồi nãy sau khi đốt nhang, các vị thần ở đây đều cho phép đào giếng nên họ đã giúp chúng ta một tay. Ra là vậy. Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì họ sợ lỡ ai trong làng làm thì làng sẽ bị quỷ nước chết đuối kia báo thù. Riêng Phan Trường thì cảm thấy có lỗi khi đã nói dối. Ngước mặt lên trời tự nói với lời xin lỗi trong lòng với các vị thành hoàng thổ địa nơi đây. Một lúc sau, dụng cụ đào giếng đã được đem tới đủ. Phan Trường liền bày một cái mâm cúng nhỏ bao gồm gà trống, xôi nếp, gạo để xin phép thần giếng. Nói đúng ra là xin phép con quỷ nước kia và cũng là để bày bố trước. Nếu lỡ như khi đào họ có lỡ làm động đến trận pháp thì Phan Trường cũng dễ dàng ứng cứu. Nhìn lên trời bây giờ vừa đến giờ thìn, đúng là giờ đại cát trong ngày. Phan Trường ra hiệu cho mọi người đào ngay. Kẻ dùng búa đập dỡ thành giếng, người dùng cuốc xẻng để đào đất. Luôn chân luôn tay không ngừng. Không bao lâu mà phần đất lấp của thành giếng đã được sàn phẳng. Thằng dần tạm ngưng tay lại nhìn Phan Trường. Cái giếng này bây giờ đào lại thì phải đào xuống mấy thước hả sư phụ? Có giống như cái giếng chúng ta đào hôm trước không? Phan Trường quay sang hỏi các vị bô lão trong làng. Cái giếng này trước kia đào bao nhiêu thước vậy các cụ? 9 thước. Một cụ già trả lời. Vậy thì đào 9 thước đi. Dạ. Thằng dần không nói gì nhiều, ra hiệu cho mọi người tiếp tục đào. Phan Trường thầm nghĩ trong đầu. Không lẽ chỗ này cũng là đất cửu địa? Cũng như lần trước, đám thanh niên trong làng hì hục đào luôn tay không có dám nghỉ ngơi. Các cô dì đem cơm ra thì cũng chỉ túm lại ăn thật nhanh, uống thật một ngụm nước rồi tiếp tục làm. Quả thật là khi đồng lòng gạt bỏ tư lợi cá nhân ra ngoài thì công việc được giao họ đều làm rất nhanh. Mắt chăm chăm vào từng thao tác của đám trai làng, đầu vẫn không ngoảnh lại, Phan Trường cất giọng trầm lạnh. Các cụ các chị đi về nhà hết đi, đàn bà con gái yếu tim, lỡ một chút nữa lại thấy cái gì không nên thấy, lại lăn đùng ra chết giấc á, thì khổ cho chúng tôi. Về nhà nhớ nấu thêm một nồi cơm nữa đi ngang, tới chiều đem ra sân đình để chúng tôi... khi đó đào giếng xong trở lên có cái mà ăn. Còn đào được cái gì thì bữa cơm chiều hôm nay tôi sẽ nói với mọi người sau. Nhớ nấu cơm nhiều nhiều chút nha. Các cô các chị tay cắp rổ rá chén dĩa niêu cơm đon đã ra về. Bây giờ xung quanh chỉ còn lại toàn là đàn ông. Trời vừa đúng ngọ. Ngó xuống ước chừng đào cũng được 8-9 thước. Phan Trường thầm nghĩ. Hóa ra đây không phải là đất cửu địa. Mặc dù đã đào xuống khá sâu, nhưng không thấy nước chảy ra, chỉ thấy một lớp bùn nhão nhẹt. Đào bới được lớp bùn đó lên, Phan Trường vội vàng xắn tay áo mà lại đó móc trong đám bùn đen, mong tìm được một vật gì đó khả nghi.
Nếu hôm nay không đào ra được gì, thì chứng tỏ là khả năng mà hôm qua Thanh Long nói với Phan Trường là không có thật. Không những vậy, mà còn lãng phí đi thời gian một ngày cực kỳ quan trọng, nhưng cũng không thể không kiểm tra, vì chỉ cần sai sót một chút thôi, thì hậu quả trả ngược lại rất đắt. Phan Trường vẫn đang bới móc lớp bùn được đưa lên, ở dưới thằng Dần nó cất tiếng gọi lớn. Phan sư phụ, đã đào tới 12 thước rồi, vẫn chưa thấy cái gì, có tiếp tục đào nữa hay không? Ngừng lại đợi ta đi. Phan Trường vội vàng la lên, phóng thẳng xuống dưới giếng, tay bấm chỉ quyết, miệng đọc chú ngữ, tụ quan chú, thu thập ánh sáng mặt trời, chiếu thẳng xuống giếng. Mọi người thấy Phan Trường nhảy xuống giếng như vậy, đều rất bất ngờ. Họ đều cho rằng Phan Trường bị quỷ nữ kéo xuống sách mệnh. Họ nhìn với ánh mắt hoảng sợ mà hét lớn. Trời đất ơi, quỷ! Quỷ nước kéo chân Phan sư phụ xuống! Phan Trường cúi đầu từng người một mà quát mắng. Kéo cái đầu của anh đó, ma quỷ nào kéo nổi ta? Mọi người thấy vẻ mặt trừng trừng của Phan Trường, đều không dám hỏi mà lẳng lặng làm theo. Họ quỳ thụp xuống mà dung tay hốt từng nắm đất. Phan Trường nhìn quanh họ một lượt rồi dặn thêm. Nhớ bóp thập mạnh từng nắm đất một, xem thử có bị dướng cái gì hay không nghe. Từng chi tiết nhỏ không được bỏ qua, nghe rõ chưa? Mọi người đều dạ dâng gật đầu mà làm. Từng nắm đất được bốc lên rồi bóp chặt. Sau nhiều lần như vậy, cũng không ai có cảm giác gì. Một canh giờ nữa lại trôi qua. Bây giờ, họ bắt đầu lo lắng. Phan Trường không giữ được bình tĩnh. Từng nắm đất bốc lên đều bị bóp rất chặt. Có lúc ném lên tung tóe trúng hết cả vào người khác. Mọi người thấy vậy liền trấn an. Phan sư phụ, bình tĩnh đi. Chúng ta kiên nhẫn thêm chút nữa. Chúng tôi đều tin vào phán đoán của sư phụ. Ngài nói có thì chắc chắn là có. Không có sao đâu, cứ tiếp tục tìm đi, ha. Đến bây giờ, Phan Trường mới cảm thấy mình thật là hồ đồ. Quả thật là do Phan Trường đã quá nôn nớt trong việc điều tiết cảm xúc của bản thân. Vội lấy lại bình tĩnh, xin lỗi mọi người và tiếp tục tìm kiếm. Vừa tìm vừa cầu cho tổ tông cha mẹ phù hộ cho mau sớm tìm thấy những chi tiết quan trọng mà Phan Trường cần. Đúng thật là trời không phụ lòng người. Chỉ một lúc ngắn sau, thằng Dần quay sang gọi với vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Phan sư phụ ơi, lại đây mà coi nè, xem tôi có phát hiện ra cái thứ gì rất là kỳ lạ. Vừa nói, thằng Dần vừa lôi thứ đó ra giữa lớp bùn đất nhầy nhụa. Để tôi kêu mọi người ở trên đó kéo nó lên. Không cần đâu. Phan Trường vội đưa tay ngăn lại. Thằng Dần thắc mắc. Ở dưới này không có nước đâu sư phụ, mà cái này nó bị dính bùn dày đặc như vậy, chúng ta lấy gì mà rửa? Phan Trường cười rồi đáp lời thằng Dần. Tưởng cái gì chứ, cậu nhìn đây nè. Phan Trường bấm chỉ quyết, miệng lẩm nhẩm tụ thủy chú. Lập tức hai ngón tay trỏ và giữa bắn ra một tia nước rất lớn và mạnh. Loại chú pháp này có tên lục tụ chú. Nó là một loại chú pháp có thể kết tụ, thu thập 6 loại thành tố quan trọng, đó là lửa, nước, đất, ánh sáng, bóng tối, không khí. Miễn là thuộc trong 6 loại này thì đều có thể ngưng tụ và sử dụng theo ý muốn được. Mọi người nhìn tia nước trong tay Phan Trường từ từ rửa sạch vật thể lạ kia mà gần như không tin vào mắt của mình. Họ cứ há hốc miệng, mắt thì mở ra to mà nhìn chằm chằm vào tia nước. Phan Trường nhìn tia nước bắn lên trên người họ rồi nói, lo mà mò đi, ở đây cứ để cho ta lo. Sau khi đã rửa trôi đi hết khá nhiều lớp bùn đất ở bên ngoài, thì phần hình dáng của vật thể dần được hiện ra rõ ràng. Vừa nhìn vào, Phan Trường nhận ra ngay đây chính là tay nải của một đạo gia mà các âm dương sư dùng để đựng pháp khí bùa chú. Phan Trường ngạc nhiên, tại sao ở dưới giếng lại có cái thứ đồ này? Nhưng chợt nhớ lại nội dung bức thư tối hôm qua, cho nên cũng không thắc mắc nữa. Có thể là do trưởng môn của âm dương dưỡng quỷ tông để lại cùng với bí kíp. Nhưng lúc đi, cô gái kia chỉ lấy bí kíp chứ không hề lấy pháp bảo. Do đây là tay nải đã được điểm phép nên nước lửa bất xâm. Có chôn ở dưới đất 100 năm thì đồ vật ở bên trong cũng không có hư hại gì. Phan Trường yên chí mà mở ra xem. Bên trong cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là những hạng pháp bảo trừ ma sát quỷ như những âm dương sư khác. Tuy không phải là hạng tầm thường,
nhưng cũng không có gì gọi là bảo vật. Nói chung, pháp khí trong này thuộc loại tốt, chỉ có duy nhất cái tay nải mới thực sự có giá trị. Người sử dụng nó chắc cũng có đạo hạnh cỡ trung bình, không phải là cao thủ đạo gia, nhưng tuyệt nhiên cũng không phải là hạng đạo sĩ dỗm, chuyên bói toán gạt, giả thần lộng quỷ, gạt tiền thiên hạ. Nhưng trưởng môn âm dương dưỡng quỷ tông chôn theo mấy cái thứ này để làm cái gì? Bùa chú trong này chỉ toàn là màu vàng, được vài ba cái màu đỏ, có đáng giá trị gì đâu, mà lại... Hay là... Phan Trường nhìn xuống ngực, rồi liên thông tâm ý hỏi Thanh Long sư huynh. Sư huynh, có đang suy nghĩ giống đệ hay không? Phải, ta cũng đang suy nghĩ giống như đệ đây. Quả thật là vậy, cả hai đều có suy nghĩ giống nhau, nhưng không tiện nói ra lúc này. Móc tay nải vào sợi dây, kêu họ kéo lên trên. Trên tay nải, Phương Trường đã vẽ một đạo bùa phù ẩn, sẽ không ai mở ra được nó. Làm như vậy, để mọi người ở trên vẫn nghĩ rằng Phan Trường cũng chưa có mở nó ra. Vừa kéo lên chưa được bao lâu, có một cậu thanh niên lại bất chợt la toáng lên. Tìm thấy nữa rồi, Phan sư phụ. Ngài qua bên đây coi nè. Phan Trường vội vàng chạy qua xem thử đó là cái thứ gì. Nó nhìn như là một mảnh gỗ bị lấm bùn. Phan Trường lấy làm lạ, dùng tụ thủy chú mà rửa sạch lớp bùn đi. Hình dạng thật sự của nó xuất hiện ra. Mọi người mặt mũi đều biến sắc hãi hùng. Bây giờ, Phan Trường mới run run giọng nói. Không phải là gỗ, mà nó là xương người. Ai nấy đều không thể tin được những gì mà mình tận mắt chứng kiến. Họ la lên thất thanh. Là xương của con quỷ nước năm đó đó. Không được rồi, chúng ta đã phạm vào hài cốt của nó. Nó sẽ tìm chúng ta báo oán. Mọi người dưới giếng nháo nhào lên với ông vợ tổ. Tiếng la hét từ dưới giếng vọng lên, làm cho người ở trên tò mò ngó xuống. Có chuyện gì vậy Phan sư phụ? Không có gì. Phan Trường dội ra hiệu cho mọi người im lặng rồi gắt nhẹ. Nhỏ nhỏ cái miệng thôi, các anh điên rồi hay sao? Bây giờ mà nói chuyện này ra thì không giải quyết được cái gì, lại mất công làm cho dân làng sợ nữa. Cứ im lặng giữ kín đi, chuyện này để tôi lo. Mọi người tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng được sự trấn an của Phan Trường, họ cũng đã hiểu chuyện và nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Thằng Dần đưa tay ra hiệu. Vậy thì phải làm sao bây giờ hả sư phụ? Trước hết mọi người, cố mò cho tôi phần còn lại của cái bộ hài cốt này đi. Càng nhiều càng tốt. Dần à, cậu cởi áo ra đi, gói cái đống xương cốt này đem về nhà cho ta. Thằng Dần nghe như vậy ấp úng. Đem xương cốt về nhà hả? Chuyện này... Phan Trường vội trấn an. Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cho cậu. Nhớ là chuyện này chỉ có mình mấy người chúng ta được biết thôi. Một lát nữa lên trên không được cho bất kỳ ai biết, vì tôi cũng đã tình nghi một người trong số họ là hung thủ gây ra tất cả chuyện này. Vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm trọng rất nhiều. Sao hả? Là người trong làng này làm hả? Không thể như vậy được. Phan Trường vội đưa tay làm dấu im lặng. Trước mắt mọi việc chỉ là suy đoán, nhưng ta đã chắc chắn được 7-8% rồi. Trước mắt mọi việc chỉ là suy đoán, nhưng ta đã chắc chắn được 7-8% rồi. Ngay đêm nay, mọi người tập trung lại nhà của Dần, nhớ đem theo cuốc xẻng, tôi có việc cần nhờ. Chuyện gì nữa vậy? Các cậu chỉ cần biết như vậy là được rồi. Còn bây giờ thì lo mò tiếp đi. Nhớ là mò trong im lặng, hoặc cứ nói chuyện bình thường để mọi người ở bên trên khỏi nghi ngờ. Làm đi. Nói xong, mọi người bắt tay vào làm ngay. Chỉ một lát sau cũng gom lại hầu hết toàn bộ xương cốt được cho là của con quỷ nữ nước đã chết cách đây 30 năm. Thằng Dần cởi cái áo ra mà gói ghém lại kỹ càng, sau đó kẹp vào nách. Phan Trường ra hiệu cho mọi người đu dây leo lên. Phan Trường là người leo lên đầu tiên. Nhìn thấy tay nải vẫn còn đạo phù ẩn mà Phan Trường đã điểm, lòng cũng đã an tâm hơn. Kéo tay từng người lên khỏi miệng giếng. Lát sau, toàn bộ đã leo lên an toàn. Trưởng làng cùng tất cả bô lão đều quay sang hỏi. Hôm nay thu hoạch được cái gì không? Phan Trường lắc đầu tỏ vẻ buồn rầu rồi nói. Dạ, không được cái gì nhiều. Ngoài cái tai nạn đó ra thì chúng tôi không có tìm thấy được cái gì nữa. Nghe vậy nên không ai hỏi gì thêm. Mọi người cùng nhau thu dọn ra về.
Phan Trường nháy mắt ra hiệu cho thằng Dần trốn về nhà giấu bộ xương trước, rồi chạy ra sân đình ăn cơm sau. Thằng Dần nhanh chóng đi ngay mà không bị một ai phát hiện. Còn mọi người, sau khi được Phan Trường dùng tụ thủy chú giúp rửa ráy thân mình sạch sẽ, thì cũng kéo nhau ra sân đình, nơi có cơm ngon canh ngọt và rượu thơm đang chờ họ. Khi đến sân đình, các cô, các chị đều tề tựu đông đủ cả. Họ tụm năm tụm ba mà bàn chuyện. Phan Trường chợt nghĩ. Đúng là đàn bà con gái mà. Còn sống được có mấy hôm nhưng vẫn ngồi thản nhiên buông chuyện lược. Đám thanh niên trai làng vừa tới thì gọi. Mấy mụ bàn tán cái gì mà ghê vậy? Cơm nước quá chưa? Phan sư phụ và chúng tôi đã đói lắm rồi nè. Các cô đều ngồi bật dậy, dáng bộ đon đả cất tiếng trả lời. Ghê? Gì mà ghê? Cơm đã dọn sẵn dưới sân rồi kìa. Mời sư phụ cùng mọi người dùng bữa đi. Tất cả đều mau chóng ngồi xung quanh mấy mâm cơm to tướng dành cho gần 50 người. Phan Trường lên tiếng. Các cô các chị vô ngồi ăn chung luôn cho vui. Nhìn qua các cụ lão lớn tuổi, rồi nhìn sang trưởng làng, Phan Trường tiếp tục cất giọng. Mời các cụ dùng cơm. Cảm ơn sư phụ, xin mời. Trưởng làng nhìn xung quanh, chợt ông ta cất tiếng. Sao từ lúc tới sân đình tôi không thấy thằng Dần đâu cả. Đám trai làng liền chột dạ nhìn nhau. Phan Trường nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh trả lời câu hỏi của trưởng làng. Trưởng làng hỏi cậu Dần hả? Tôi nhờ cậu ấy đi làm một ít việc rồi, từ từ sẽ quay lại ngay mà. Một lát sau, từ xa xa, thấy thằng Dần đang bưng trên tay một dĩa dưa cải muối, rất thơm ngon. Ai nấy cũng đều khen đáo để. Không kịp để cho ai hỏi han câu nào, thằng Dần vừa đặt cái dĩa dưa cải muối xuống cùng với cái mớ ớt xiêm, rồi mở miệng ngay. Phan sư phụ thèm ăn dưa cải muối với ớt xiêm. Tiện thể nhà tôi lại có, nên tôi chạy về đem ra cho sư phụ uống. Tiện thể nhà tôi lại có, cho nên tôi chạy về đem ra cho Phan sư phụ một ít. Dù gì mấy ngày hôm nay sư phụ cũng giúp làng ta không ít chuyện rồi, có phải không mọi người? Ai nấy cũng đều tán thành. Phan Trường cầm chén rượu đứng dậy. Mọi người trong bữa cơm thấy vậy cũng cầm chén rượu đứng dậy theo. Nhận được sự yêu mến của bà con trong làng, tôi đây thật lấy làm cảm kích, nhưng cho tôi được phép từ chối nhà ý của mọi người. Tôi không thể nào ở một chỗ mà hưởng lạc trong khi bà con khắp nơi ở nước Nam ta vẫn còn đang sống khổ sở bần cùng, cho nên tôi đành phải phụ tấm lòng của mọi người vậy. Nói rồi đưa chén uống sạch một hơi. Mọi người cũng uống hết chén rồi cùng nhau ăn cơm. Bữa cơm đó thật là vui vẻ. Trước khi ra về, Phan Trường lén đưa cho Dần một cái túi thuốc nhỏ, trong đó có chứa gần 30 viên thuốc giải rượu, rồi dặn dò chia cho mọi người một viên. Cứ theo kế hoạch tập trung ở nhà cậu Dần mà làm. Canh ba, Phan Trường sẽ có mặt. Dặn dò xong, Phan Trường cùng trưởng làng cùng đi về nhà của ông ta. Hai người, một già một trẻ, vừa đi vừa nói chuyện. Trưởng làng đột nhiên hỏi một câu. Hồi nãy Phan sư phụ, sao không thấy dùng món mắm kho tiêu tôi đã nhờ dân làng đặc biệt làm cho sư phụ đó? Phan Trường đưa mắt ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng chuyển sang vui vẻ nhìn trưởng làng. Trưởng làng cũng tinh ý quá ha, vừa nhìn là biết tôi không thích ăn món đó rồi. Tại tôi thấy sư phụ thỉnh thoảng lại đưa mắt ghé sang nhìn một lần, nên tôi biết mà thôi, có gì đâu. Thôi, chúng ta mau về nhà nghỉ ngơi đi, trời cũng tối rồi đó. Về tới nhà, trưởng làng thắp đèn dầu lên cho sáng gian phòng. Phan Trường lôi cuốn Mao Sơn Bí Thuật Quyền Chú Quyển Hạ ra nghiên cứu, để xem trong này có ghi chép cách khắc chế trùng độc các phái không. Nhưng lại không có cổ độc trùng của phái Tây Thành. Phan Trường lật tới lật lui cả phần giải cổ độc, nhưng cũng không thu hoạch được nhiều. Vội cất quyển bí phổ vào tay nải lại. Bất chợt, Phan Trường nghĩ đến chiếc tay nải lạ mà hồi chiều vừa mới đem lên từ ở dưới giếng. Cầm cái tay nải đặt lên trên bàn, mở nó ra, gom dội toàn bộ mấy đạo phù ở trong đó, rồi nhét vào tay nải của mình. Cái này đã để ở dưới đó hơn 30 năm. Chủ nhân của nó nếu không chết thì cũng chắc không cần nó nữa. Nên Phan Trường cứ lấy mà dùng cho sau này. Lại tiết kiệm phù triện của cha mẹ để lại,
cũng đỡ tốn công sức tâm lực mà giả phù. Đồ này quy ra cũng không phải là ăn cắp hay ăn trộm gì. Phan Trường còn thấy cả thất tinh su chi kiếm dùng để hút tài vận và trừ tà đuổi quỷ thông thường. Thôi thì lụm luôn vậy, một lát có gì đem qua cho cậu dần, coi như đã góp công giúp cho Phan Trường suốt mấy ngày qua. Còn lại không có cái gì đáng giá. Ngoài cái tay nải đó ra, Phan Trường cất vào tay nải của mình, đồ vật còn lại trong nải dương giải khắp bàn. Nhìn qua một lượt rồi chặt lưỡi chép miệng. Mấy cái thứ này bây giờ quăng vào một xó cũng không có ma nào nó thèm lấy. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 6 trong 7 phần của bộ truyện Mao Sơn Truyền Kỳ Truyện, tác giả Phan Thanh An. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 7 cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.